Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Và video ngày hôm nay sẽ là về cập nhật đầu năm 2021. Và trước khi vào nội dung chính thì mình xin chia buồn nhẹ với những ai đã đớp thính của Smile Gate, đớp thính Araminta. Mình mém đớp luôn á, nhưng mà hên cái là Sum hết Mystic mút bằng mà Araminta không không chịu về. Cho nên là mình sẽ còn khoảng 50 lượt Sum nữa là mình có thể lấy được Hero Mystic tiếp theo, mà cái đó để sau đi hơn. Thì bây giờ mình vô nội dung chính. Cập nhật vào ngày thứ năm, lần này sẽ là các bạn sẽ được chơi chapter mới của cốt truyện chính, đó là Winterbird of the Past. Thì các bạn sẽ coi tiếp diễn biến của Winterbird ra sao sau khi mà Montalic sống dậy và chạm trán với Alicia và Rush. Thì đây cũng như thường lệ thôi ha, các bạn đi hết map và các bạn có thể làm quest và mở được cái shop AB này. Đây, chi tiết ở đây, đổi được cái catalyst và các bạn có thể có được cái nhẫn set health và chỉ số rất rất là tốt cho tăng cờ luôn. Thì đó là về cốt truyện chính. Về side story thì các bạn sẽ được chơi chương cuối cùng, tức là cái tuần cuối cùng của side story limited kỳ này. Và đây thì cũng như thường lệ ha, các bạn cứ chơi những cái màn này và có thể farm được cái lồng đèn cho hệ lửa, cái lồng đèn để tăng friendship point và farm được cái mảnh cuối cùng của cái artifact mà free 4 sao á. Tiếp đến là specialty change hay còn gọi là change job của Cayman Rose các bạn. Cayman Rose thì hồi thuở xa xưa lúc mà game mới ra thì rất là được ưa chuộng, tại vì là đấm rất là thô. Nhưng mà về sau thì có vẻ hơi bị tụt lại, bởi vì là máu và dép hơi hơi giấy và speed hơi chậm. Thì bây giờ sẽ có phiên bản change job của Cayman Rose, là một khắc tinh cho hàng loạt những hero hệ đất, bởi vì là chiêu ba của Cayman Rose bây giờ sẽ là xóa hết buff và cắm thêm cái hiệu ứng là cấm búp lên người nữa, rồi tự bản thân mình sẽ tăng attack và tăng def. Khi mà bạn nâng rune cho Cayman Rose á, thì có một cái rune nó cho bạn 5% để mà tăng lên thành greater attack luôn. Do đó mà một lựa chọn khá tốt nếu như các bạn dùng để đi đánh những cái hero hệ đất cũng như là đánh những con boss hệ đất. Chưa kể đến là việc các bạn đánh những đứa hệ đất á, thì các bạn đã có free đến 50% effectiveness rồi, rất là tốt để mà đi golem cũng như là những con boss mà hệ đất nói chung. Thì đó là về Cayman Rose, các bạn nào ưa thích hoặc là các bạn nào chưa có những cái gọi là sát thương solo hệ lửa thì các bạn có thể cân nhắc. Về banner thường ở tuần kế tiếp sẽ là Sermia và Border Coin, sẽ kéo dài từ ngày 1 ngày 7 tháng 1 cho đến ngày 14 tháng 1, và banner của Celine sẽ kéo dài cũng khoảng thời gian đó luôn, 7 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1. Thông tin về banner tiếp theo đó sẽ là Vivian và Alencia các bạn. Hiện tại đây là cái khoảng thời gian bình ổn sau sau đợt limit Tene các bạn. Và có khả năng cao là sau banner của Vivian và Alessia sẽ có một hero mới, có khả năng thôi nha, mình cũng không biết chắc nữa. Thì trong bốn cái hero này á, mình thấy nếu như các bạn cần sát thương đơn mục tiêu mà mạnh thiệt là mạnh luôn á, thì các bạn có thể cân nhắc dùng Sermia, cái chiêu ba xuyên giáp. Nhưng mà Celine cũng là một lựa chọn rất là tốt các bạn xài trong PvP. Vivian và Alessia thì nó thiên hướng là về support hơn các bạn. Thì support bất bật tắc và gây sát thương là Vivian, còn support mà Bruiser tăng cờ rồi xóa buff thì sẽ là Alencia. Thì các bạn coi bạn hốt hết luôn càng tốt nếu các bạn có dư, hoặc là các bạn rất là may mắn. Còn không thì các bạn nên hốt tối đa là hai con hero thôi, để còn mà gọi là chuẩn bị cho sau này, để liệu mà có hero mới về đó. Thì giọng Nhật các bạn sẽ được cập nhật thêm một vài cái hero Alencia, Operator Secret và Eptene, Rask và Blue Horizon Change Job, rồi một vài những cái cập nhật tiện ích khác mà cũng không có gì quan trọng lắm bạn. Ví dụ ở đây cái cập nhật về cái kho hero, thì thay vì là hồi xưa nó có sẵn cho các bạn coi hết, thì bây giờ các bạn có một vài cái kẻ địch các bạn phải
thỏa một cái điều kiện nào đó thì nó mới mở ra. Rồi khi mà các bạn đánh size story á, hồi đó các bạn phải thoát ra cái giao diện mà chọn nhân vật để mà chọn lại độ khó, thì bây giờ nó có sẵn luôn là đi đến đi chơi cái độ khó tiếp theo luôn. Và đặc biệt, một cái đặc biệt đó chính là các bạn có thể rèn những cái charm để up đồ, mà nguyên liệu là những cái equipment core, là những cái đồ các bạn farm đồ xong các bạn extract ra mấy cái cục, mấy cục màu xanh dương á, mấy cái cục băng nhỏ nhỏ á, thì các bạn có thể dùng cái cục đó thay vì là hồi đó các bạn chỉ rèn đồ được thôi, thì bây giờ các bạn rèn charm luôn. Và không thể không nhắc đến spotlight kỳ này các bạn, đó chính là Moonlight Archdemon Shadow, không phải là Mercedes mà là Archdemon Shadow. Thì về chỉ số Archdemon Shadow, đó là một pháp sư hệ bóng đêm các bạn. Và nhìn sơ sơ qua chỉ số thì có thể thấy là 1003 attack rất là cao, 1003 là hơi bị kinh đó. Bù lại thì chỉ có 4700 máu là rất là giấy. Về tốc độ là 108, tốc độ này tương tự của bà sơ các bạn, cho nên là nhanh thì cũng không nhanh lắm nhưng mà cũng không đến nỗi quá chậm. Def thì 715 rất là cao, defense cực kỳ cao luôn. Rồi có thêm 18% effectiveness nữa. Thì đây nhìn sơ qua là một cái hero mà thiên hướng là gây hiệu ứng xấu và thiên hướng tấn công là chính. Up trận lên, imprint lên thì sẽ cộng máu, và concentration là sẽ cộng attack. Đây là cái tinh hoa của con hero kỳ này các bạn. Xin chia buồn sâu sắc với những bạn nào đã lỡ cắn bait, cắn thính Sibule Araminta của Smilegate. Thì đây là chiêu 1 của Shadow thôi. Trời ơi, gọi Shadow kỳ quá. Đây là chiêu 1 của Demon Mercedes thôi. Và nó có một cái hiệu ứng mới, Seal, phong ấn. Thì cái hiệu ứng này nó sẽ khóa nội tại các bạn. Các bạn có thể tưởng tượng là hàng loạt những cái hero mà mạnh thiệt là mạnh trong game hiện tại nó đều dựa vào nội tại cả. Ví dụ như là SSB nè, ví dụ như là Kairon, Arbiter Violet nè, Riolet luôn nè, Remnant Violet đó, Roana nè, rồi Moonlight Hex nè, rồi đủ thứ hero luôn á. Những hero mà chuyên thấy trong Arena đều mạnh nhờ nội tại, mà bây giờ nó siêu một phát là không chừng nó thành giấy hết. Thì các bạn có thể thấy là 50% để phong ấn trong 2 lượt. Các bạn có thể nâng chiêu lên, nó sẽ thành là 75% để phong ấn trong 2 lượt. Đây là cái chiêu 1 mạnh nhất từ trước tới giờ luôn. Bởi vì các bạn thường thấy là thường nếu như mà hiệu ứng 75-100% nó thường nó chỉ kéo dài 1 lượt thôi, còn 2 lượt thì nó là 50% đúng không? Nhưng mà cái chiêu 1 này nó là 75%, nó khóa trong 2 lượt luôn. Và các bạn burn lên, dùng một cục lửa thì nó sẽ tăng hiệu ứng lên 100%, khóa nội tại 2 lượt. Thì nó có một cái rất là đáng tiếc, nhưng mà thôi kệ đi ha, tại vì cái hiệu ứng siêu này nó cực kỳ mạnh rồi, cho nên là nếu như mà nó xuyên kháng nữa thì khỏi phải bàn rồi ha. Nhưng mà ở đây nó không có xuyên kháng được, nó vẫn phải qua cái màn mà 15% resistance kháng debuff với các bạn. Thì cái đó là một cái điểm hơi bị yếu của Archdemon Mercedes thôi. Một cái điểm mạnh tiếp theo là các bạn có thể thấy ở đây nó ghi là có tỷ lệ để phong ấn kẻ địch trước khi tấn công, before attacking nè các bạn, trước khi tấn công. Có nghĩa là tất cả gọi là những cái thể loại né, những cái thể loại mà counter gì đó nó không được áp dụng ở đây. Chỉ trừ một trường hợp, đó là Moonlight Tailwind thôi các bạn. Thì mình không rõ, tại vì Moonlight Tailwind các bạn thấy là sẽ giải hiệu ứng khi mà bị dính hiệu ứng gì đó đúng không? Thì không biết là nó sẽ khóa nội tại trước để cho Moonlight Tailwind không giải được, hay là Moonlight Tailwind có thể giải được cái hiệu ứng này. Thì cái đó mình không rõ ha. Nếu mà nó khóa luôn Tailwind thì cái này rất là đáng để đầu tư. Còn nếu mà giải được thì thôi, thì cái đó là coi như một cái counter nhỏ nhỏ cho Mercedes. Thì các bạn có thể thấy là mỗi cái chữ before này thôi nè, nó counter hết những thứ, ví dụ như là Violet, ví dụ như là Mercy. Chưa kể là nó còn liên quan đến cái chiêu 2 của Mercedes nữa. Thì lát nữa các bạn sẽ thấy. Và đây sẽ là hiệu ứng hoạt ảnh cái chiêu 2 của Mercedes, của Shadow. Các bạn có thể thấy đây là một chiêu passive, là một chiêu nội tại và có thể bị khóa. Thì cái chiêu này nó sẽ giảm crit
gọi là giảm sát thương từ những cái đòn crit đi 20%, các bạn nâng max skill lên thì nó sẽ là 30%. Có nghĩa là một cái passive giảm sát thương từ Moonlight Shallot cắm vô và sẽ để luôn. Các bạn sẽ có 35% để kích cái burst này lên. Khi mà các bạn xài chiêu 1 xong thì cái burst này là cái gì? Cái burst này là các bạn sẽ đánh toàn thể kẻ địch 60% để mà trừ cái hit chance này đi, tức là trừ tỷ lệ đánh trúng trong một lượt, xong rồi lại tăng combat readiness của bản thân lên 25% nữa. Đây là một cái tiềm năng gọi là kéo combat readiness xoay lượt rất là lớn. Các bạn có thể thấy là tỷ lệ kích hoạt cái burst này nó là 35%, nhưng mà nếu như kẻ địch bị siêu, bị phong ấn rồi á, thì nó sẽ lên đến 70%. Mà các bạn thấy hồi nãy là cái hiệu ứng phong ấn nó kích hoạt trước khi Mercedes đánh chiêu 1 đúng không? Thì ở này nó nói là sau khi dùng chiêu 1, rồi nếu như mà target có bị phong ấn thì có nghĩa là dù cho bên kẻ địch chưa hề có hiệu ứng phong ấn luôn, thì Mercedes nếu như mà thành công đặt hiệu ứng phong ấn trước khi tấn công á, thì Mercedes luôn có 70% để kích cái burst này lên. Cho đó tiềm năng AOE liên tục mọi lượt luôn á các bạn. Nó giống như là một cái phiên bản của Dizzy á. Nó có thêm tăng combat readiness lên 25% nữa, là mạnh hơn cái artifact của Dizzy luôn. Nó rất là khủng khiếp ở đây. Thì các bạn có thể coi ví dụ nha. Ví dụ ở đây nè, Tempest Surin không hề có một cái hiệu ứng xấu gì hết đúng không? Thì ở đây Mercedes sẽ tung chiêu ra, các bạn có thể thấy là cái hiệu ứng phong ấn đó, nó xuất hiện trước khi mà Mercedes bắn cục sét này xuống, và sau khi bắn cái sét đó xuống thì 70% tung cái burst, và đây sẽ là cái đòn burst. Và đây là chiêu 3 của trời ơi con hero này khó gọi tên ghê, của Archdemon's Shadow. Thì cái chiêu này cần phải có focus các bạn, tốn 5 focus. Focus là cái thanh màu vàng ở phía dưới, ví dụ như con SSB có cái thanh màu vàng ở dưới, hoặc là Ravi cũng có cái thanh, Ravi thì là thanh màu đỏ là tích nộ, còn Focus thì nó giống như SSB á. Tốn 5 Focus, Focus này tích ở đâu ra? Tích từ chiêu 1. Và chiêu 2 cũng tích Focus luôn, có nghĩa là trong một lượt khả năng tích 2 Focus hoàn toàn là có thể. Chưa kể nếu các bạn build cao tờ nữa mà gọi là số hên á, mà nhảy cao tòm lum á, là có thể có chiêu 3 này liên tục luôn. Đó, thì cái chiêu 3 này sẽ tấn công toàn cái địch 75%. Nếu các bạn nâng max lên thì sẽ được 100% để mà đốt cháy trong 2 lượt. Và chiêu này không thể bị cao tờ các bạn. Không thể bị cao tờ, có nghĩa là những thể loại như Charles, cái artifact cao tờ, rồi cái set cao tờ mà gắn vô Keron là không hề bị cao tờ luôn. Moonlight Ken thì không nói nữa ha, nó khóa passive rồi. Nó khóa cái passive là miễn cao tờ rồi. Nhưng mà lỡ mà chưa khóa thì Moonlight Ken cũng không thể cao tờ được. Đó, thì đây là một cái điểm cộng rất rất là bự cho cái chiêu này, một chiêu AOE mà chưa dừng lại ở đó. Thêm lượt nữa các bạn, thêm lượt. Ừ. Cho nên là tất cả mọi lượt Mercedes đều có thể phong ấn kẻ địch cả. Thì nó có hai chiêu là chiêu 1 với chiêu 3 thôi đúng không? Thì các bạn chơi chiêu 3 xong rồi các bạn cũng combo qua chiêu 1, chiêu 2. Các bạn chơi chiêu 1 thì combo chiêu 1, chiêu 2 là không nói gì rồi. Mà chơi chiêu 3 là các bạn chơi luôn chiêu 3, chiêu 1, chiêu 2, một dãy combo luôn trong một lượt. Và các bạn được nhận thêm một nửa cục lửa khi mà các bạn chơi chiêu này. Và đây là hoạt ảnh. Các bạn nào nếu mà chơi Epic Seven từ hồi đánh qua boss của tập 1, của episode 1 á, thì sẽ rất là quen với cái hoạt ảnh này rồi ha. Thì nhìn chung á, là với cái bộ chiêu mà nó đánh thẳng vào cái điểm mạnh của hầu hết những hero hiện tại, và với cái hệ chỉ số này thì cũng gọi là tạm ổn với Archdemon's Shadow. Không mạnh lắm các bạn, bởi vì 4.700 máu nè, các bạn có thể thấy là đây không phải là một hero mà kết thúc, cũng như không phải là một hero phá giáp. Ghép team với lại Archdemon's Shadow này thường là phải ghép Bruiser theo rồi, hoặc là nếu như mà không thì các bạn phải có một hero nào sốc sát thương cực mạnh. 4.700 máu này build Bruiser và về máu rất là khó, cho nên là mình nghĩ sẽ đánh mạnh vào cái def này nhiều hơn. 108 speed thì có khả năng build lên cao được, và các bạn phải cần phối hợp thêm một hero nào đó mà có thể xóa được buff bên team địch.
ví dụ như là series Eflidica hay là nói chung là ai đó có thể xóa buff á, Alencia đó. Và nên đánh mạnh vào effectiveness và attack các bạn, và nhất là effectiveness. Không cần, không nhất thiết là phải đánh vào crit chance và crit damage, và điều này nó giảm bớt gánh nặng đồ đạc phần nào cho Mercedes. Thì đó là sơ sơ Hero Moonlight trong Mystic sắp tới. Các bạn sau khi đợt Mystic của Araminta kết thúc thì các bạn có thể lượm Archdemon Shadow về. Tuy nhiên những bạn nào đã lỡ mà cắn Silverblade Araminta rồi thì cũng vẫn còn hy vọng các bạn, với điều kiện là các bạn phải có 40 đồng xu Galaxy Shop, nghĩa là 40 cái coin shop. Nó nói là vào ngày 1 tháng 3 nè thì các bạn có thể mua hero này trong cái Galaxy Shop. Thì để mà có được những cái đồng xu đó đó, các bạn phải xâm trùng những hero Moonlight 5 sao. Thì cứ con một con trùng là có được 10 coin, thì các bạn chỉ cần khoảng 4 con trùng thôi. Cái lối này người ta nói là để dễ dàng imprint cho Archdemon's Shadow hơn, nhưng mà có nhiều người lại không thích, bởi vì là nó có vẻ pay to win. Các bạn nghĩ là những người mà bỏ tiền vô nhiều quá thì cứ mỗi tháng lượm con về thì imprint sẽ nhanh hơn. Cái này cũng tùy thôi các bạn, đối với những người, tức là đối với những người chơi mà free to play hoàn toàn đó, ví dụ giống như mình thì mình thấy cái hệ thống này rất là cũng được, bởi vì nó tạo cái cơ hội để có thể sở hữu vừa Mercedes và vừa Silverblade Araminta luôn. Đối với mình thì cái imprint nó không có quan trọng, mà cái sưu tập hero nó mới quan trọng. Nhưng mà đối với những bạn nào mà chơi mà hardcore luôn á, rồi phải nâng max rồi imprint gì này kia max hết luôn á, thì cái này nó hơi bị pay to win, nó hơi hướng là mà cũng pay to win thiệt á. Thì những người mà well bỏ nhiều tiền vào thì sẽ có nhiều imprint cao, mà những người mà bỏ tiền vào không bỏ tiền mà ít thôi á thì rất là khó để mà có thể lấy được. Và cuối cùng thì nhà phát hành cũng nhá hàng skin Arena kỳ tới là skin của Fallen Cecilia các bạn. Rất là đáng để hốt ha, cho nên là những bạn nào có ước muốn là lượm cái skin này về thì hãy cố gắng lên Master trong World Arena kỳ này để mà cuối kỳ có thể hốt được skin, đỡ phải chờ móc mòn luôn. Bây giờ mình vẫn chờ skin Tenebria, không biết bao giờ nó ra trong shop. Rồi thì mình xin kết thúc video review nhẹ cập nhật của mình tại đây. Hy vọng là các bạn thấy video này có ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.